Ngày 8 tháng 9, đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu tới thăm, tặng quà động viên hai trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 do Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức quản lý vận hành. Tại trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 do Bệnh viện Bạch Mai quản lý, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ bày tỏ sự trân quý trước tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Nhờ sự điều trị và chăm sóc tận tình không quản ngày đêm của các y bác sĩ, chỉ sau hơn một tháng hoạt động, nhiều bệnh nhân từ nặng và nguy kịch đã chuyển sang nhẹ, tốc độ hồi phục tốt. Đặc biệt, 50 bệnh nhân đã xuất viện. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn trân quý, không bao giờ quên những đóng góp to lớn của các y bác sĩ cho thành phố Hồ Chí Minh. Hơn một tháng qua, trung tâm đã tiếp nhận hơn 800 bệnh nhân nặng. Hiện có hơn 300 bệnh nhân đang hồi sức tích cực. Trung tâm đang được mở rộng và xây dựng mô hình mới là trung tâm hồi sức đa năng để tổ chức điều trị sớm hơn. Tại trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 do Bệnh viện Việt Đức quản lý vận hành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần vì miền Nam ruột thịt của các y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức. Sau gần một tháng hoạt động, trung tâm đã góp phần kéo giảm tỷ lệ tử vong trên địa bàn huyện Bình Chánh, quận Bình Tân. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thông tin, thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung xây dựng, hoàn thiện kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày 15 tháng 9. Thành phố từng bước mở lại các hoạt động kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho đời sống người dân, theo nguyên tắc an toàn tới đâu thì mở tới đó. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Việt Đức giúp sức cho thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã trao quà tặng của Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tới hai trung tâm, mỗi trung tâm 200 triệu đồng và 240 bộ đồ bảo hộ.